Rồi. Như vậy trong tiếng Anh này nó đơn giản là trước khi mà mình ráp cái câu thứ hai này của chị Lani thì bây giờ mình nhớ lại cái chủ nhân ấy. Chủ nhân là từ but. Chủ nhân là từ but, và khi mà mình nói từ but có nghĩa là cái câu nói hoàn chỉnh thứ nhất nó sẽ xuất hiện. Rồi sau đó người ta sẽ sử dụng từ but liền. Và cái câu nói hoàn chỉnh thứ hai nó sẽ xuất hiện. Thì từ but luôn luôn đứng ở giữa câu là như thế. Và cái gì mà nói hoàn chỉnh có nghĩa là tiếng Việt mình hay hay nói rằng là đừng có nói cột gốc, nói là phải có chủ động vị rõ ràng, có nghĩa là phải có chủ ngữ là ai, ai nói với ai, rồi phải có động từ là cái người đó làm cái gì, rồi cuối cùng là phải có vị ngữ, có nghĩa là cái việc làm của mình thì chi tiết là như thế nào, là phải có chủ động vị, thì có nghĩa là câu nói đầy đủ trong tiếng Anh. Thì khi mà mình sử dụng từ but thì cái câu thứ hai là cái bản thân của cái câu thứ hai. Còn cái câu thứ nhất là cái bản thân của câu thứ nhất. Thì câu thứ nhất chi như thế nào, thì cái câu thứ nhất có cấu trúc nào mình muốn nói á, thì tùy theo cái mục đích mà mình nói, là mình đang hối tiếc hay là sự thật ở hiện tại thì mình sử dụng. Còn cái câu thứ hai á, cái mục đích của mình nói như thế nào thì mình tự động sử dụng. Như vậy ở đây thì khi mà mình muốn nói về một cái câu hoàn chỉnh thì rất là đơn giản, chỉ cần nhớ đến chủ động vị. Đó là lý do tại sao mà nhìn ở đây thì mình đang thấy có cái chữ but này, và khi mà đứng ở phía sau chữ but này là mình nói là À, đặt không có đi đến là tiệm thuốc tây, nhưng mà trước cái chữ bớt này thì mình nói rằng là cách đây một tháng tôi đã có thể đi đến tiệm thuốc tây để mua thuốc. Thì ở đây mình đang có cái cấu trúc là could have gone to the pharmacy, là mình đi đến cái tiệm thuốc tây mình mua thuốc, là cái đi đến đây là để làm gì. Thì trong tiếng Anh á, khi mà mình nói một câu hoàn chỉnh á thì mình làm cái này để thực hiện cái gì, thì mình hãy nhớ trong cái câu hoàn chỉnh của mình có nghĩa là chủ động vị. Nếu mà động từ chỉ hành động nó đã xuất hiện rồi, có nghĩa là action một nó đã xuất hiện rồi, thì cái action 2 á, và action 2, action 3 đó là mình đang muốn liệt kê, mình đang muốn liệt kê là mình đến đó mình mua đồ và mình về, hay là cái action thứ hai, từ thứ hai trở lên là mình đang muốn diễn tả mục đích. Nếu mà mình muốn diễn tả mục đích á thì mình cứ thêm chữ to vào và có một cái action phía sau. Còn nếu mà muốn liệt kê thì động từ thứ nhất mà nó chỉ ở quá khứ, nó dùng cột hai để động từ thứ hai, mình sẽ dùng cột hai như vậy để cho mình đơn giản á, để mà mình nói giao tiếp mà đơn giản, mà có một cái cấu trúc ngữ pháp ngay ban đầu á, thì mình đừng có nhớ là liệt kê hay không liệt kê gì hết, mà mình cứ nhớ rằng là cái câu của mình nói la ra đó là mình nhìn lại là có bao nhiêu cái động từ. Động từ thứ nhất nó xuất hiện rồi, và động từ thứ hai mà nó nằm trong cái câu đó thì mình cứ cho cái anh chàng du vào là nó xong. Như vậy ở đây I could have gone to the pharmacy, tôi có thể đi đến tiệm thuốc tây mua thuốc, thì đi đến là đã xuất hiện rồi. Như vậy và sau cái từ đi đến thuốc tây thì có bao nhiêu cái hành động á, của riêng cái câu hoàn chỉnh thứ nhất này thì cứ thêm to vào, tại vì đứng sau từ but là một cái câu hoàn chỉnh khác rồi, là một cái người khác, là một cái vật khác nó xuất hiện rồi, thì lúc đó thì mình chia theo cái khác của nó thì đó là xong rồi. Bây giờ bắt đầu mình chỉnh hóa lại ở đây, và mình cho xong cái cấu trúc could have này, nó hơi phức tạp một chút xíu nhưng mà nó là tiền đề cho cái ca ngày mai, là ca 13 giờ trưa ngày mai. Ok, rồi tiếp theo là chị Lani hãy rút ngắn cái câu này lại rằng cách đây một tháng tôi có thể mua thuốc tại tiệm thuốc tây, nhưng tôi đã không đi đến tiệm thuốc tây. Thì chị Lani nói như thế nào? Mua, buy, bought, bought. One month ago, I could have to buy medicines at the pharmacy. But pharmacies at the pharmacies. But I do not go to the pharmacies to buy medicine. Yeah. But I didn't go to the pharmacy to buy the medicine. Could have thì cái từ have này không phải là từ có nữa. Đừng bao giờ mình nghĩ have là có hết, tại vì have nó sẽ đi chung với những công thức khác. Mà could mà đi chung với have, và hay là have mà đi chung với could đó, là nó đang nói là mình đã có thể làm nhưng mình không có làm đâu. Mình không có làm trong quá khứ thì mình mới dùng từ could have. Rồi, tiếp theo là didn't, không trong tiếng Anh, chứ không phải là không ở hiện tại. Khi mình muốn nó không ở hiện tại là mình sẽ dùng I don't. Khi mà mình muốn đã không trong trong tiếng Anh thì mình sẽ dùng từ I didn't. Do đó thì cái câu này chia như thế này là xong. Tại vì sau could have sẽ cộng cho verb 3. Thì verb ở cột số 3 là từ bought trong tiếng Anh. Rồi ở đây thì ví dụ như là tôi đã có thể mua khẩu trang.
tại tiệm thuốc tây nhưng tôi đã không mua và bây giờ khẩu trang rất là mắc tiền, ví dụ là như thế. Thì mình đang có cái từ khẩu trang trong tiếng Anh là từ mask, nó phải thêm số nhiều, và tại vì khi mà mình nói bất cứ cái gì thì mình phải nói chung chung trong tiếng Anh chứ đừng có xác định là bao nhiêu cái, tại vì muốn có bao nhiêu cái thì mình thật sự mình mua bao nhiêu cái thì mình mới nói được, còn nói chung chung là masks để thêm số nhiều vào. Rồi mắc tiền trong tiếng Anh thì mình hãy nhớ đến cái cảm xúc là tiếng tính từ thì mình sử dụng từ expensive, đây là mắc tiền. Rồi như vậy ở đây tôi có thể cách đây 2 tháng tôi có thể mua khẩu trang tại tiệm thuốc tây nhưng tôi đã không mua và bây giờ khẩu trang rất mắc tiền thì chị đang nhung rác như thế nào? Two months ago, I could have bought the mask as a pharmacy, but I didn't buy the mask. Now the mask is expensive. They are very expensive. Yes. Yeah. Okay, rồi. Tiếp theo mình sẽ có cái từ gọi là mình nói về khẩu trang, mình nói về thuốc tây thì mình sẽ nói về rau củ quả. Rau củ quả trước dịch rất là rẻ và bây giờ thì rất là mắc, thì người ta có từ rau củ quả là từ vegetables. Vegetables. Như vậy ở đây cách đây 2 tháng tôi đã có thể mua rau củ quả ở chợ nhưng tôi đã không mua rau củ quả và bây giờ rau củ quả rất là mắc, thì anh thống chị nói như thế nào? 2 months ago I could have bought the vegetable in the market. Yes. But I didn't buy the vegetable. Yes. And which the investor which yes. and which the very expensive. Very expensive. Yeah. Okay. So, nếu mà mình muốn dùng từ which á, là nó phải có một cái chữ mà của cái từ vegetable nè. Cái vegetable nó đặt ở đâu á, là mình phải cho cái anh chàng nó đặt ở đó. Do đó thì bây giờ muốn dùng từ which thì cái chữ which nó phải đứng ngay cái chữ mà mình muốn thay thế. Và vegetable đó là số nhiều. Do đó thì which are very expensive. Nhưng mà ở đây là expensive đang ở hiện tại. Có nghĩa rằng là cái việc mà nó mắc ở đây là nó mắc ở bây giờ. Thì mình đến là cái từ nào như là xong. The which có nghĩa là mà nó mà, hoặc là cái gì đó mà. Thì trong cái việc mình muốn ráp cái từ mà này thì mình chỉ cần dựa vào cái từ mà đặt ở phía trước thôi. Nếu mà mình muốn rút gọn rồi, ok. Rồi tiếp theo mình có thể nói rằng là tôi có thể đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe nhưng tôi đã không đi và bây giờ lại là mùa dịch. Thì có nghĩa mình gọi là lại là now it is. Như vậy cái gì mà lại là, nếu mà nói về vật thì now it is, còn cái gì mà lại là mà nói về con người, now she is, là như thế thôi. Rồi bây giờ mình nói rằng là tôi có thể đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, thì mình hãy nhớ đến cái từ mà gọi là kiểm tra sức khỏe trong tiếng Anh. Kiểm tra sức khỏe thì mình sẽ có cái động từ được gọi là have a health check. Rồi, như vậy là bây giờ tôi có thể kiểm tra sức khỏe. Bây giờ tôi không thể kiểm tra sức khỏe tại vì bây giờ là mùa dịch. Thì chị Lani Rap như thế nào ạ? Now I can't have a health check. Yeah, because
now it is in the other in the pandemic. Now it is again the pandemic. Yeah. Rồi, okay. Rồi. Nhưng mà có thể nói tiếp tục là cách đây một tuần tôi có thể đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Như vậy mình đã có từ đi đến trong tiếng Anh là go to, cộng hai là went to, cộng ba là gone to. Go to, went to, gone to. Rồi, tiếp theo ở đây là cách đây một tuần tôi đã có thể đi đến bệnh viện nhưng tôi không thể. Thì ở đây thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh đây chị Đăng Nhung? Two weeks ago, I could have gone to the hospital to have a health check. Yes, nhưng tôi đã không đi đến bệnh viện. But I didn't go to the hospital. Yes, but I didn't go to the hospital. Rồi, tiếp theo mình đã có cái từ được gọi là nguy hiểm trong tiếng Anh. Rồi mình sẽ dùng từ dangerous để gọi là nguy hiểm trong tiếng Anh. Và gọi là chích cái gì đó, tiêm chích đi. Mình đang dùng từ tiêm chích đi. Tiêm chích cái gì thì người ta hay dùng từ là get injected. Tiêm chích với cái gì thì mình hãy nhớ là có cái từ with và sau đó có cái liều thuốc ở phía sau. Vaccine là cách đọc của tiếng Việt nhưng mà chuẩn của tiếng Anh là vaccine. Rồi như vậy ở đây get injected là cột 1 nè. Cột 2 của nó đọc là got injected. Và cột 3 của nó cũng là got injected. Như vậy mình chỉ cần nhớ là get got. Dangerous, nguy hiểm, vaccine. Rồi mình có thể nói rằng là tôi có thể tiêm vaccine. Cái này một tuần tôi có thể tiêm vaccine. Nhưng tôi đã không tiêm. Và bây giờ hết thuốc. Như vậy ở đây mình đang có cái từ hết trong tiếng Anh. Trước đây mình đã học có cái từ hết rồi. Mình học cái từ hết được gọi là out of trong tiếng Anh. Thì out of thì mình có thể nhớ đến cái động từ run. Run out of cái gì đó là hết trong tiếng Anh. Thì mình có thể nói rằng là cách đây một tuần tôi có thể tiêm vaccine nhưng tôi đã không tiêm và bây giờ đất nước hết vaccine. Thì ở đây anh thống trị rap như thế nào? One week ago I could have got injected the vaccine but I didn't get injected. Yeah, và bây giờ được hết vaccine. And now the country. And now the country run out. Yes, runs out of. Yes, vaccine. The vaccine. Chính xác à. Rồi, như vậy mà để cho mình mà nhiễm trước cái ca 13 giờ trưa ngày mai á, thì anh chị hãy nhớ rằng là mình không cần làm gì nhiều đâu. Mình chỉ cần ghi bằng tay thì mình mới nhớ được. Tại vì mình sẽ có cảm xúc được khi mà mình ghi từng chữ bằng tay. Ghi bằng tay xong tìm cách dịch ra tiếng Việt và tìm cách nhớ lại có cái cấu trúc của mình học như thế nào. Khi mà mình dịch là mình sẽ cảm nhận được là cái trong cái câu nói của mình là mình đang nói về quá khứ hay mình đang nói về hiện tại hay là mình đang hối tiếc về quá khứ. Đó là mình khi mà mình nói, mình dịch ra một cái là mình sẽ cảm nhận được những cái khúc mà mình muốn sử dụng cái cấu trúc nó nằm ở đâu. Rồi như vậy thì hy vọng là anh chị sẽ xử lý được cái khối lượng kiến thức đầu tiên này của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào 13 giờ trưa mai. Thank you so much, Miss Daniel. Thanks, Miss Lani, and thanks, Mr. Thống Chỉ. See you again.
Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye-bye.